Здравствуйте, приветствую вас на нашей странице Việt Nga. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên của khóa học A2. Và trong cái bài học này, nghĩa là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì các anh chị ở trong ban admin của Việt Nga sẽ gửi đến các bạn cuốn sách Đường đến nước Nga, nghĩa là cái cuốn giáo trình chính mà chúng ta bám vào để mà học cái chương trình A2. Tuy nhiên, để mà học, để mà hiểu ngay lập tức cái bài học mà đưa ra theo cái cuốn giáo trình đó thì nó khá là khó, cho nên mình sẽ bằng các cái cách khác nhau làm sao để truyền tải kiến thức cho các bạn một cách dễ hiểu nhất. Thì trong cái bài đầu tiên của cuốn A2 đấy thì chúng ta sẽ học cách biến đổi của tính từ, của đại từ sở hữu sang cách 6. Thì mình muốn chia nhỏ cái phần ngữ pháp ra làm cho các bạn vài clip, sau đó chúng ta mới đi vào bài ở trong sách giáo khoa. Vì thế đầu tiên trong cái bài học ngày hôm nay thì cái bài học số 1, mình hướng dẫn các bạn cách biến đổi đại từ chỉ định etc, và ngoài ra cái này cái kia, đúng không, cái này còn cái kia, các bạn có từ tốt, ta, tô, che thì lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn với các bạn. Tại sao gọi là đại từ chỉ định? Bởi vì nó chỉ ra cái này hoặc cái kia, đúng không các bạn? Ví dụ các bạn hỏi nói ngôi nhà này etc dom, các bạn hiểu được rằng đấy cũng được gọi là đại từ chỉ định, đúng không ạ? Đại từ chỉ định trong tiếng Nga. Đại từ chỉ định dùng trong cách 6, đấy là bài học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì trước khi mà vào cái bài học, vào cái cách biến đổi nó sang cách 6, thì mình muốn các bạn ôn luyện lại một chút kiến thức của chương trình A1 để các bạn mà mới học, các bạn có thể theo kịp bài học. Хорошо. Các bạn nhớ rằng trong tiếng Nga chúng ta, các bạn có thể nói секунду. Вот. Các bạn có câu ví dụ đây là ngôi nhà, các bạn nói это дом, đây là ngôi nhà, đúng không ạ? Thế nhưng khi các bạn nói ngôi nhà này đẹp, các bạn sẽ dùng этот дом красивый, các bạn thấy không ạ? Các bạn nói căn phòng này đẹp, các bạn dùng эта комната красивая, эта комната красивая, căn phòng này thì đẹp, đúng không ạ? Cái bức thư này mới, это письмо новое, đây là bức thư mới. Và những cái ngôi nhà này rất là đẹp. Эти, các bạn thấy này. Дома. Ой, извините. Этот дом красивый. Этот дом красивый. Ngôi nhà này thì đẹp. Эта комната красивая. Это, извините. Это письмо новое. И эти дома. Các bạn chú ý số nhiều của từ дом biến đổi thành дома. Nhân tiện đây mình эти дома красивые, những cái ngôi nhà này thì đẹp, эти дома красивые. Nhân tiện đây mình muốn nói với các bạn luôn một chút xíu cái ngữ pháp về cái danh từ biến đổi sang cách một số nhiều, đúng không ạ? Các bạn đã học được rất nhiều các cái quy tắc biến đổi danh từ từ cách một số ít sang cách một số nhiều. Cái quy tắc trong phần A1 mình đã nói và mình không nhắc lại nữa. Tuy nhiên có một nhóm các cái danh từ khi biến đổi sang cách một số nhiều thì nó sẽ có tận cùng là A, nghĩa là nó bất quy tắc. Ví dụ các bạn học từ дом, các bạn đổi thành дома, город, thành phố, những thành phố, города, город, города. Các bạn có từ профессор, giáo sư, профессор. Các bạn có từ rừng, лес và леса. Вот. Sau này thì các bạn sẽ thấy là có một nhóm danh từ trong tiếng Nga khi biến đổi sang cách một số nhiều, nó có hình thái từ là gì đấy ạ? Tận cùng là A. Và các bạn nhớ khi một danh từ biến đổi sang cách một có tận cùng là A, nghĩa cách một số nhiều, trọng âm luôn luôn rơi vào A các bạn nhé. Дом, ой, дом, дома, дома, город, города, город, города, thành phố, профессор, giáo sư, профессор, профессора, профессора, повторите, профессора, хорошо, лес, rừng, леса, леса, лес, леса, хорошо. Cái này thì mình chỉ là bộ nhắc lại một chút xíu vậy thôi. Thế ở đây thì các bạn, chúng ta quay lại về kiến thức của chúng ta. Ở đây chúng ta sử dụng gì đấy ạ? Этот, это, это và эти, ngôi nhà này thì đẹp, căn phòng này đẹp, письмо новое, bức thư này mới, đúng không ạ? Вот так, сейчас. Bức thư này thì mới, các bạn nhìn có rõ không ạ?
mình kiểm tra nha. Хорошо. Bức thư này thì mới hoặc là những cái ngôi nhà này thì đẹp. Thế các bạn thấy ở đây chúng ta sử dụng từ estas khi bên cạnh nó là một danh từ gì đấy ạ? Giống giống đực. Nghĩa là estas, estas dom, estas gorat. Thành phố này hoặc là ngôi nhà này khi các bạn dùng với đằng sau, nghĩa là dùng với danh từ giống đực thì các bạn dùng hình thái từ estas. Khi đi với một cái danh từ giống cái thì các bạn dùng hình thái từ gì đấy ạ? Eta, eta komnata. Các bạn nói ví dụ như là cô gái này, các bạn có từ девушка, девушка. Các bạn thấy là giống cái. Cô gái này rất là xinh đẹp. Эта девушка красивая. Эта девушка красивая. Хорошо. Đi với danh từ giống chung, trong với chương trình A1 các bạn biết rồi. Письмо giống chung, các bạn dùng với từ это. Bức thư này thì mới. Cái từ это đây và từ это дом và это письмо новое thì nó giống nhau về mặt chữ viết đúng không ạ? Nhưng về chức năng thì nó sẽ khác nhau. Ở đây nó là chủ ngữ это дом, đây là ngôi nhà. Còn đây là đây cái ngôi nhà à, cái bức thư này, cái bức thư này thì nó lại ở cái ở đây nó chỉ là cái gì đấy? Bổ ngữ thôi đúng không ạ? Bổ ngữ, bổ nghĩa cho cái từ письмо, nó là đại từ chỉ định bổ nghĩa cho từ письмо. Это письмо новое. Хорошо. Những cái ngôi nhà дома, những ngôi nhà, извините, những cái ngôi nhà này các bạn có từ эти. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cái số nhiều nghe. Эти дома красивые. Хорошо. Như vậy thì trong cái chương trình A1 thì các bạn đã học được cái kiến thức này rồi. Bây giờ mình muốn các bạn áp dụng những cái kiến thức này vào trong cái đoạn hội thoại, những cái đoạn hội thoại rất là dễ thôi. Mình cũng muốn nói luôn ở trong cái quá trình mà học cái khóa A2 này đấy thì mình lập kế hoạch, nghĩa là thỉnh thoảng mình sẽ học một cái giờ cụ thể, nghĩa là làm luyện giao tiếp với một trong các cái học viên mà đăng ký khóa học A2. Các bạn sẽ có thời gian để luyện giao tiếp trực tiếp với mình. Và những cái clip đó thì mình cũng sẽ up lên cái group này để cho các bạn khác cùng học. Хорошо. Để chúng ta đi một vòng tròn, nghĩa là các bạn nào, các bạn có thể inbox cho Việt Nga sắp xếp thời gian thế nào đấy thì mình sẽ luyện giao tiếp cho các bạn. Và hôm nay luyện giao tiếp với bạn này, hôm khác sẽ luyện giao tiếp với bạn khác. Хорошо. Bởi vì ở trong những cái bài học này mình sẽ cung cấp cho các bạn rất nhiều các cái đoạn hội thoại. Mà hiện tại thì khi mà làm livestream này thì mình sẽ chỉ giải thích cái ý nghĩa ngữ pháp và mình tự làm một mình thôi. Sau đấy thì mình sẽ giao tiếp cùng với một trong các cái học viên của khóa học A2 Crasho. Thế ở đây chúng ta vào đoạn hội thoại đầu tiên, nghĩa là mình cung cấp cho các đoạn hội thoại mẫu mà nó giống nhau để làm sao mà nhắc đi nhắc lại là các bạn sẽ nhớ cái đoạn hội thoại và nhớ cách sử dụng từ. Đoạn hội thoại mẫu của chúng ta như sau. Кто это? Đây là ai? Это врач. Đây là bác sĩ. Этот врач работает тут. Cái bác sĩ này làm việc ở đây ư? Да, тут. Đúng rồi, ở đây. Đây là ai? Đây là bác sĩ. Thế cái bác sĩ này làm việc ở đây ư? Да, тут. Đúng rồi, làm việc ở đây. Như vậy, ở trong cái câu này chúng ta sử dụng từ gì đấy ạ? Этот. Bởi vì từ врач, bác sĩ là danh từ giống đực. Bây giờ mình sẽ có những cái đoạn hội thoại giống hệt như thế này. Các bạn chỉ việc thay cho mình từ этот, эта và эти hoặc это vào trong cái đoạn hội thoại. Хорошо. Chúng ta thử đoạn hội thoại đầu tiên. Кто это? Это юрист. Юрист, извините, это юрист. Đây là luật sư, юрист. Các bạn chú ý, юрист, luật sư. Это юрист. Thế cái luật sư này làm việc ở đây ư? Các bạn thấy luật sư là danh từ giống gì đấy ạ? Giống đực. Như vậy các bạn phải sử dụng hình thái từ gì đấy? Luật sư này làm việc ở đây ư? Этот юрист работает тут. Да, тут. Этот. Хорошо. Этот юрист работает тут. Да, тут. Những đoạn hội thoại rất là đơn giản nhưng luyện cho các bạn những kỹ năng rất là cần thiết đấy. Кто это? Это инженер. Инженер là gì các bạn? Là kỹ sư đúng không ạ? Это инженер. Đây là những người kỹ sư. Những. Thế thì những cái người kỹ sư này làm việc ở đây ư? Những thì chúng ta sẽ dùng với gì đấy ạ? Số nhiều, chúng ta dùng với từ эти. Вот. Эти инженеры работают тут. Да, тут эти.
engineering, bởi vì engineering là cách một số nhiều, vì thế chúng ta phải sử dụng với từ etsy. Etsy engineering работает тут. Да, тут хорошо. Đoạn hội thoại tiếp theo. Кто это? Это журналистка. Đây là ai? Đây là phóng viên. Các bạn thấy từ журналистка. Các bạn có từ journalist là phóng viên nam đúng không ạ? Và журналистка, phóng viên nữ đúng không? Это журналистка, danh từ giống cái. Vậy thì cái cô phóng viên này, cô ấy làm việc ở đây ư? Danh từ giống cái, chúng ta phải sử dụng từ gì đấy ạ? Cô phóng viên này, cái nữ phóng viên này. Это журналистка работает тут. Да, тут. Хорошо. Và các anh chị trong Ban Admin của Việt Nga sẽ gửi cho các bạn cái bài soạn này vào mail cho các bạn. Và các bạn cố gắng đọc đi đọc lại các cái đoạn hội thoại này nhiều lần. Và sau đấy thì mình cũng vẫn những cái đoạn hội thoại này thôi, mình sẽ luyện giao tiếp với các bạn. Хорошо. Кто это? Это журналистка. Это журналистка работает тут. Да, тут. Хорошо. Tiếp theo. Кто это? Это студентки. Đây là ai? Đây là những sinh viên nữ đúng không các bạn? Các bạn có từ студент và студентка, sinh viên nam và sinh viên nữ. Thế cái từ студентка khi đổi sang cách một số nhiều nó sẽ có cái hình thái từ là студентки. Thế những cái sinh viên nữ này học tập ở đây ư? Những thì các bạn dùng với từ эти. Хорошо. Эти студентки учатся тут. Да, тут. Студентки, danh từ cách một số nhiều, vì thế chúng ta dùng với hình thái từ эти. Хорошо. Эти студентки учатся тут. Да, тут. Эти студентки учатся тут. Да, тут. Хорошо. Tiếp theo. Ở đây các bạn sang một đoạn hội thoại tiếp theo. Кто это? Это стажеры. Các bạn có từ стажер là thực tập sinh. Ví dụ như là khi mà các bạn mà học ở Việt Nam xong các bạn sang Nga học khoảng một năm đấy, hoặc là học vài tháng thì các bạn là thực tập sinh, стажер. Стажер. Nghĩa là sang vài tháng rồi các bạn về thì các bạn sẽ có từ gì đấy ạ? Стажер, nghĩa là thực tập sinh. Và các bạn đổi sang số nhiều, стажеры. Thế thì những cái thực tập sinh này học tập ở đây ư? Thì chúng ta phải dùng hình thái gì đấy ạ? Эти. Cái này dễ, mình sẽ đi nhanh để còn vào bài học chính của chúng ta. Эти стажеры учатся тут. Да, тут. Хорошо. Эти стажеры. Стажеры учатся тут. Да, тут. Хорошо. Следующий диалог, đoạn hội thoại tiếp theo. Кто это? Это аспиранты. Các bạn chưa cần biết từ аспиранты nghĩa là gì, nhưng các bạn thấy đây là số nhiều đúng không ạ? Hiển nhiên đấy, các bạn sẽ dùng từ эти. Эти аспиранты учатся тут. Да, тут. Хорошо. Аспиранты, danh từ cách một số nhiều. Эти, những nghiên cứu sinh này. Gọi là nghiên cứu sinh, thế nào là nghiên cứu sinh? Các bạn có từ aspirant, aspirant hoặc là aspirantka, aspirant, aspirantka, nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh là những anh chị, những thầy cô mà đi học gì đấy ạ, học để mà làm luận án tiến sĩ đúng không ạ, bảo vệ cái luận án tiến sĩ thì sẽ là aspirant, aspirantka, nghiên cứu sinh. Chúng ta quay trở lại với đoạn hội thoại. Кто это? Это аспирант, извините, это аспиранты. Эти аспиранты учатся тут? Да, тут. Хорошо. Đoạn hội thoại tiếp theo. Кто это? Это студенты. Студент, студенты. Danh từ cách một số nhiều. Эти студенты живут тут? Живут тут? Вот. Эти. Эти студенты живут тут? Да, тут. Những sinh viên này sống ở đây ư? Да, тут. Хорошо. Đoạn hội thoại tiếp theo của các bạn sẽ có gì đấy ạ? Кто это? Это спортсмен.
Mình sẽ hạ xuống đây cho các bạn dễ nhìn nhá. Katoeta eta sportsmen. Sportsmen vận động viên thể thao đúng không ạ? Eta sportsmen. Và các bạn nói vận động viên thể thao này sống ở đây ư? Có một người thôi và danh từ giống đực, các bạn dùng với từ gì đấy ạ? Этот спортсмен живёт тут. Cái vận động viên thể thao này sống ở đây ư? Этот спортсмен, các bạn nhắc lại theo mình, спортсмен живёт тут. Да, тут. Хорошо. Tiếp theo. À, ở đây trước khi vào cái phần biến đổi sang cách 6, mình muốn giới thiệu với các bạn cái mẫu câu này. Cái mẫu câu với động từ называться, nghĩa là tên là gì hoặc là gọi là gì, trong cái bài test A1 mà các bạn gặp đấy. Thì các bạn có động từ называться, nghĩa là gọi tên là cái gì đó, được gọi tên là cái gì đó. Động từ này các bạn, ví dụ các bạn có từ gì đấy, mình sẽ lập lại cái câu hỏi này lên phía trên để các bạn hiểu nhé. Эта остановка, các bạn có từ остановка là bến xe buýt đấy đúng không ạ? Остановка, xe buýt hoặc là xe троллейбус hoặc xe трамвай. Эта остановка, các bạn hỏi называется, ví dụ như Октябрьская. Октябрьская. Хорошо. Các bạn có gì đấy ạ? Cái bến xe này được gọi tên là Октябрьская. Thì các bạn thấy chủ ngữ của các bạn эта остановка là cái bến xe này, là một cái bến xe đúng không ạ? Nó tương đương với gì? Ngôi thứ ba số ít. Thì các bạn chia động từ là называется. Называется, trọng âm называется. Эта остановка называется Октябрьская. 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 Эта остановка называется Октябрьская. Хорошо. Thế thì khi mà các bạn dùng số nhiều, ví dụ những cái đường phố này, эти улицы, thì các bạn sẽ chia động từ ở ngôi ani называются. Ví dụ như là gì đấy ạ? Эти улицы называются. À, ví dụ các bạn vẫn có từ Октябрьская, cái đường phố Октябрьская, hoặc là gì đấy ạ, đường phố ví dụ như là đường улица Пушкина đúng không ạ, улица Пушкина, đường mang tên Пушкин đấy đúng không ạ. Khi mà chủ ngữ là những cái đường phố này, chủ ngữ là số nhiều, thì các bạn chia động từ называются, nghĩa là cái động từ называться này nó chỉ dùng ở hai hình thái động từ, nghĩa là động chỉ ở ngôi thứ ba số ít hoặc ngôi thứ ba số nhiều. Một cái gì đó gọi là gì? Эта остановка называется Октябрьская. Và эти улицы, những cái đường phố này, называются Октябрьская и улица Пушкина. Вот. Называются, повторите за мной. Называться. Называться. Đây là động từ chưa hoàn thành thể các bạn nhé. Называться. Называется. Повторите. Называется. Называется. Тут называются. Trọng âm. Называются. Эти улицы называются Октябрьская и улица Пушкина. Хорошо. Ở đây mình muốn giải thích với các bạn, trong cái chương trình A1 các bạn học động từ звать, nghĩa là gọi tên là cái gì đó, ai tên là gì, các bạn dùng với động từ звать chia như sau. Я зову. Mình để xuống đây. Я зову. Tôi gọi, ví dụ tôi gọi bạn là Оля, tôi gọi anh ấy là Андрей, ví dụ thế đúng không ạ? Ты зовёшь. Он, она, зовет, мы зовем, вы зовете, они зовут. Và các bạn thấy hỏi trong cái mẫu câu hỏi gì đấy? Bạn tên là gì? Как вас зовут? Thực tế câu này là gì đấy ạ? Người ta gọi, вот người ta gọi, gọi ai ở cách 4? Вот người ta они зовут вас
Kak, người ta gọi anh như thế nào? Nhưng trong cái câu hỏi thì chúng ta đảo cái từ để hỏi lên đầu câu và chúng ta hỏi là Kak Ani Javut Vas. Và động từ Javut chỉ có ngôi Ani mới có đúng không ạ? Ani Javut, Ani Javut. Vì thế ở đây người ta gọi tên anh là gì? Không cần thiết phải dùng từ người ta. Kak Javut Vas. Tiếp theo nữa, người Nga thường có trật tự từ là để từ vas vào trong này và các bạn hỏi là các vas zavut. Các bạn hiểu cái ngữ pháp của cái câu này chưa ạ? Các vas zavut, và trả lời ví dụ Minya zavut Katya. Tôi tên là Katya. Minya zavut Katya. Thế có sự khác biệt nào giữa cái từ vas và từ nazivatsa và nazivatsa? Thì cái từ Nazivaya này chúng ta dùng với những cái danh từ chỉ bất động vật đúng không ạ? Cái đường phố này, cái con phố này, cái tòa nhà này hoặc là cái thành phố này được gọi tên là cái gì đó, cái viện bảo tàng này được gọi tên là cái gì đó thì các bạn dùng với động từ Nazivaya. Ví dụ cái viện bảo tàng mang tên là Hermitage trong cái bài các bạn làm rồi đấy. Etat Muse, cái viện bảo tàng này, Muse đúng được. Etat Muse называется, Эрмитаж, Эрмитаж. Cái bảo tàng này mang tên Эрмитаж, được gọi là Эрмитаж. Хорошо. Этот музей называется Эрмитаж. Хорошо. Còn động từ звать các bạn sẽ dùng để chỉ tên người đúng không ạ? Hoặc khi các bạn tên người hoặc động vật. Ví dụ, con chó của tôi tên là chẳng hạn, thế các bạn có thể gọi thì các bạn vẫn phải dùng từ gì đấy ạ? Không dùng từ nazivat sa mà các bạn dùng zvat yo zavut gì đó đúng không ạ? Con chó nó tên là gì đó các bạn cũng phải dùng với zvat. Хорошо. Và các bạn thử làm cho mình cái đoạn hội thoại rất là ngắn như này, đoạn hội thoại mẫu của chúng ta như sau. Các nazivat sa etat rayon, trong một cái thành phố thì thường chia thành các vùng đúng không ạ? Rayon là vùng. Các nazivaya etat rayon, cái vùng này được gọi tên là gì? Vì bình thường các bạn sẽ có từ gì đấy ạ? Ví dụ etat rayon nazivaya, belayev. Các bạn thấy không ạ? Cái vùng này được gọi tên là belayev. Thế thì các bạn sẽ bỏ cái từ này đi, gọi 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 tên là gì, là như thế nào, các bạn dùng từ để hỏi là gì đấy ạ? Các etat rayon nazivaya các. Và trong câu hỏi thì chúng ta đặt từ để hỏi lên đầu câu, cái vùng này được gọi tên là gì? Các etat rayon nazivaya các etat rayon nazivaya, đặt dấu hỏi ở đây. Và mình đã nói với các bạn trong chương trình A1 đấy, nếu chủ ngữ của các bạn trong câu hỏi ví dụ các on nazivaya vot, các on nazivaya, nếu chủ ngữ ở đây là từ ya tươi onana mươi vui a nhi thì các bạn dùng trước động từ, nhưng nếu chủ ngữ không phải là các đại từ nhân xưng ya tươi onana mươi vui a nhi thì các bạn thấy là rằng người Nga người ta đặt cái cụm đó xuống sau động từ. Вот. Đấy, ở đây chúng ta biết bình thường thôi. Как называется этот район? Cái vùng này được gọi tên là gì? Как называется этот район? Và các bạn trả lời có thể trả lời đầy đủ là этот район называется Белаев. Hoặc trong ngôn ngữ giao tiếp người ta nói ngắn gọn это Белаев. Đây là vùng Belayev. Trong câu hỏi nó đã chứa thông tin đấy rồi, các bạn trả lời ngắn gọn thôi. Это Belayev. Và trong cái đoạn hội thoại, các đoạn hội thoại sau thì mình cũng yêu cầu các bạn trả lời cho mình ở dạng ngắn gọn, nhưng trong câu hỏi các bạn phải đặt đúng. Và các bạn làm cái bến xe này được gọi là gì, và nó được gọi là bến Universitet. Các bạn sẽ làm nào đấy ạ? Các называется gì đây? Bây giờ các bạn cần dùng ở đây là cái đại từ chỉ định gì đấy ạ? Остановка, cái bến xe này. Остановка, cái bến xe này được gọi tên là gì? Как называется
danh từ giống giống cái thì chúng ta phải dùng với từ eta. Các là từ vayasa eta astanovka. Câu trả lời eta các bạn có thể để trong dấu ngoặc kép universitet vì nó tên riêng. Хорошо. Это университет. Как называется эта остановка? Повторите. Как называется эта остановка? Это университет. Хорошо. Tiếp theo. Мост là cầu. Thế các bạn sẽ có cái cây cầu này được gọi tên là gì? Các bạn sẽ có gì đây ạ? Как называется most. Cái cây cầu này, cầu là danh từ giống đực, vì thế các bạn dùng этот. Как называется этот мост? Хорошо. Как называется этот мост? Và trả lời это. Cái cây cầu này mang tên là Крымский. Крымский. Хорошо. Với những cái đoạn hội thoại này khi các bạn luyện giao tiếp thì nó sẽ rất là tốt. Tiếp theo, những cái ô tô này được gọi như thế nào, được gọi tên là gì, đúng không ạ? Các bạn thấy машины cách một số nhiều. Như vậy là những thì các bạn phải dùng chia động từ như sau đấy ạ. Как называются Как называются машины? Những cái ô tô này số nhiều, chúng ta dùng với từ эти. Как называются эти машины? Và trả lời những cái ô tô này mang tên là gì đấy? Жигули và Москвич. Эти hoặc là это, một số các bạn trả lời ngắn gọn thôi. Это вот Жигули и Москвич. Cái tên hãng ô tô tên như thế. Москвич. Хорошо. Как называются эти машины? Это Жигули и Москвич. Хорошо. Tiếp theo, площадь. Пушкинская. Cái quảng trường mang tên Пушкин, đúng không ạ? Пушкинская. Mình sẽ làm nhanh nha. Как называется эта площадь? Площадь. Cái quảng trường này, quảng trường là danh từ giống cái, vì thế chúng ta dùng với từ эта. Как называется, và chỉ có một cái quảng trường thôi, chúng ta chia động từ ở ngôi thứ ba số ít. Называется. Как называется эта площадь? Và trả lời это Пушкинская. Пушкинская. Các bạn chú ý trọng âm. Пушкинская. Пушкинская. Хорошо. Это Пушкинская. Хорошо. Tiếp theo. Vậy cái nhà hát này mang tên là gì đấy ạ? Как называется. Có một nhà hát thôi. Как называется театр. Cái nhà hát nào, nhà hát này, đúng không ạ? Các bạn dùng với từ этот. Как называется этот театр. Cái nhà hát này mang tên là gì, nhà hát này được gọi là gì, được gọi là cái gì đó, và các bạn trả lời это современник. Современник là người đương thời đấy các bạn. Это современник. Современник. Это современник. Современник. Это современник. Хорошо. Một cái sân vận động rất là nổi tiếng trên mạng mà. Cái sân vận động này được gọi tên là gì? Mình làm nốt cái ví dụ này thôi các bạn nha. Sau đó chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Các một sân vận động là называется этот стадион. Cái sân vận động này, sân vận động giống đực, vì thế chúng ta dùng với từ этот. Và vì sân vận động là có một cái thôi, chúng ta chia động từ называется. Как называется этот стадион? Trong câu hỏi người ta nói gì đấy? Как называется этот стадион? Và trả lời это Динамо. Это Динамо. Динамо Киев, đúng không ạ? Và có cả ở thành phố Минск cũng có sân vận động mang tên là gì đấy? Динамо. Это Динамо. Хорошо. Tương tự như vậy thì mình sẽ gửi các cái phương án này vào trong cái giáo án nó gửi cho các bạn đấy. Các bạn sẽ làm theo sau. Хорошо. Tiếp theo.
Thế thì trong bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung chính, thì là chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói trong thành phố, mình lấy ví dụ trong thành phố có hai cái trường học, vợ gồ đặt gì đúng không? Ở đâu các bạn nhớ rồi, cái cách 6 ở trong cái cách 6 khi mà các bạn học ở trong cái phần A1 đấy. Vorozia, ví dụ the via school. Thứ nhất là trong thành phố có hai cái trường, thì các bạn thấy là sau số 2 này, các bạn có số 2 là the va. Ví dụ the va Gorata nghĩa là hai thành phố. Khi sau số 2 3 4 thì các bạn phải dùng danh từ để ở cách hai số ít đúng không ạ? The va Gorata. Thế và hai trường học thì các bạn thấy từ school là danh từ giống cái, và chúng ta không dùng the va. Khi đi với danh từ giống cái chúng ta phải dùng từ the via. Và sau số từ the via là sau số 2 đấy, thì cái danh từ scola phải các bạn phải đổi sang cách hai số ít. Nó có hình thái từ là the via scola. Các bạn nói trong thành phố có hai trường học, vgorodzie the via scola. Хорошо. Thế thì các bạn tiếp tục như sau, các bạn có từ lại thấy rằng từ город là danh từ giống đực. Và chúng ta nói cái thành phố này, этот город, cái thành phố này. Bây giờ chúng ta không muốn nói trong thành phố có hai trường học, mà chúng ta muốn nói rằng là gì đấy, trong thành phố này có hai cái trường học. Mình tạm để như sau, в этот городе. Các bạn thấy không ạ, từ город phải đổi sang cách 6, городе. В этот вот городе две школы. Trong thành phố có hai trường học, nhưng trong cái thành phố này, trong cái thành phố, bây giờ chúng ta hỏi trong thành phố nào. Thế thì trong tiếng Nga, khi mà nói trong cái thành phố này có hai trường học, các bạn thấy rằng ở đây chúng ta phải sử dụng một cái trạng từ mà ở cách 6 đúng không ạ? Thế thì cái từ город nó đã đổi sang cách 6 rồi, город, vợ город. Thì cái từ этот cũng phải đổi sang cách 6. Và trong tiếng Nga, từ этот khi đổi sang cách 6 nó sẽ có hình thái từ là этом. Các bạn nhắc lại theo mình nhé. Этот, этом, trọng âm. Этот, этом. Хорошо. Và các bạn nói в этом городе, các bạn thay vào đây cho mình. В этом городе две школы. Và vì đây cái từ этот, этом nó bắt đầu bằng một nguyên âm, vì thế các bạn đọc nối âm giúp mình. Về tầm trọng âm vào chữ e nha. Vetam goratia dvě školy, trong cái thành phố này có hai trường học. Thế thì các bạn nói trong cái căn phòng này, ví dụ như là có hai cái giường trong cái căn phòng đó, thì các bạn có từ cùm là các bạn có vơ cùm là chia the vợ dvě cravat. Các bạn có từ cravat là cái giường, danh từ giống cái, và sau số 2 các bạn đổi sang cách hai số ít là cravat. The via cravat, cách hai số ít. The via cravat. Trong căn phòng có hai cái giường. Thì các bạn lại thấy từ komnata là danh từ giống cái sẽ đi với từ gì đấy ạ? Trong căn phòng này, eta komnata. Và từ các bạn đổi thành vơ etai komnatia. Eta các bạn đổi sang cách 6, các bạn sẽ có hình thái từ là etai. Và các bạn nối âm giúp mình, vetai komnatia. Vẫn nối âm hai cái âm này với nhau, vetai komnatia, trong cái căn phòng này. Chúng ta thêm từ vào đây, etai vetai komnatia dvě cravat. Như vậy đến đây thì các bạn đã hiểu cái quy cái cơ chế của cái việc biến đổi đúng không ạ? Trong cái thành phố này, trong căn phòng này. Như vậy thì ngoài cái danh từ mà phải đổi sang cách 6 thì chúng ta phải đổi cả đại từ chỉ định sang cách 6, etat đổi thành etam và eta đổi thành etơi. Ở đây mình cũng có cho các bạn cách biến đổi của từ etat, eta. Rồi. Các bạn thấy không ạ? Etat các bạn đổi thành etam. Etat vetam eta
Ở giống chung các bạn cũng đổi thành etam. Giống cái eta các bạn đổi thành eta. Khi các bạn học các bạn phải có quyển vở và phải ghi lại kiến thức đúng không ạ? Eta vơ eta các bạn đọc nối vete vete. Từ etsi khi đổi sang cách 6 các bạn sẽ có từ đổi thành vetsik vơ etsik đó, etsik. Thế các bạn thấy ở đây ví dụ trong cái cuộn trong cái cuốn tạp chí này các bạn sẽ nói gì đấy? Vetam journalia. Trong cái bức thư này vetam pismia. Từ eta đổi sang cách 6 thành etter các bạn có trong căn phòng này vetay komnatya. Etchi đổi thành etchik và vetchik garadak. Trong những thành phố này vetchik garadak, cái từ garad gorad đổi sang cách 6 số nhiều garadak và từ ở đây etchi đổi sang cách 6 số nhiều cũng đổi thành etchik đó vetchik garadak. Хорошо. Như vậy ở đây mình cung cấp luôn đối với các bạn từ etot thì có nghĩa là cái này. Thế còn cái kiểu các bạn sẽ có từ gì đấy ạ? Bên dưới này mình cung cấp cho các bạn đấy. Các bạn sẽ có các cái hình thái từ tương ứng. Etot thì các bạn có từ tốt có nghĩa là kia. Ô, cái này mình sẽ viết như này cho các bạn dễ hiểu nhé. Etot này. Thế còn tốt thì nghĩa là các bạn chỉ cái kia hoặc cái đó đúng không? Tốt. Và các bạn nói trong cái thành phố đó vượt tôm gồ thì các bạn thấy không? Etot đổi thành etam thì tốt đổi thành tôm. Và các bạn nói vượt tôm gồ đật gì ạ? Tôm gồ đật gì ạ? Trong cái thành phố đó tô các bạn cũng đổi thành tôm. Tô thì đi với danh từ giống chung đúng không ạ? Các bạn sẽ có từ tô. Ôi. Tô pismo. Cái bức thư đó, trong cái bức thư đó thì có anh ấy có nói về vấn đề gì gì đó đúng không ạ? Vượt tôm pismia trong cái bức thư đó. Các bạn đổi cả hai từ sang cách 6 tô đổi thành tôm và các bạn sẽ có gì đấy ạ? Vượt tôm pismia. Ví dụ trong cái bức thư đó thì anh ấy đã tỏ tình với tôi, anh ấy on prisna savlivi đúng không ạ? Vượt tôm pismia. Cái này các bạn sẽ học sau classo. Vượt tôm pismia. Ta các bạn đổi thành tôi, vượt eta đổi thành etơi thì ta đổi thành tôi. Vết vượt tôi cồm là chìa trong căn phòng đó vượt tôi cồm là chìa che các bạn sẽ đổi thành các bạn có từ chia nghĩa là gì đấy ạ? Kia đó nhưng mà dùng với danh từ cách một số nhiều và khi nói trong các cái ở các cái thành phố đó thì cách sáu số nhiều đây đúng không ạ thì các bạn phải dùng chia các bạn đổi thành chiếc chiếc garadak chiếc garadak trong những thành phố đó puftari chia xong rồi etat vetam eta vetam vetam pismia vetam pismia eta vetai vetai komnatya повторите за мной eta vetai vetai komnatya эти в этих в этих городах, в этих городах. Тот в том, các bạn đọc ở đây như chữ phở, bởi vì chữ tờ này là phụ âm vô thanh, vì thế khi các bạn cái âm vờ này nó sẽ bị vô thanh hóa theo các bạn phát âm là gì đấy ạ? В том городе, phở. В том городе, trong cái thành phố đó, ở thành phố đó. Tô, в том. Các bạn phát âm như chữ phở. В том. В том письме. В том письме. Ta. В той. Các bạn nhớ phát âm như chữ vờ nhé. Chữ phở. В той комнате. В той комнате. Хорошо. Chia. Chia. Các bạn đọc. Các bạn thấy khi đứng đằng trước cái phụ âm, đứng trước cái nguyên âm yeah, nguyên âm đôi đúng không? Các bạn sẽ phát âm mềm hóa. Chia, chia, f chiech, f chiech, f chiech, garadach, f chiech, garadach, хорошо. Ở đây mình tổng kết vào một cái bảng như thế này và mình cũng sẽ gửi vào trong cái phần giáo án cho các bạn thấy nó rất là dễ nhớ. Xem như ở trên này thì các bạn thấy rằng là mình liệt kê cho các bạn
các bạn có thể ghi lại ra vở để các bạn hiểu. Tuy nhiên khi mà mình tổng kết vào một cái bảng như thế này thì mình thấy nó dễ nhớ hơn rất là nhiều. Các bạn thấy có từ etat và từ tốt, cái này cái kia đúng không, này cái nghĩa là này hoặc là kia, thì các bạn thấy hình thái từ nó giống nhau này, etat và tốt giống cái, eta và ta có hai hình thái từ. Tiếp theo những cái gì đó, những cái này hoặc là những cái kia thì bạn dùng etsi hoặc là che. Ở giống đực và giống chung thì nó có cách biến đổi giống nhau, từ etat các bạn đổi sang giống đực đúng không ạ, đổi thành etam, và nếu từ giống chung đấy mình sẽ thêm vào đây cho các bạn thêm, các bạn sẽ có từ eta và từ to nữa, nó sẽ biến đổi nếu mà etat và eta, nghĩa là một mình làm như này cho các bạn dễ hiểu. Etat và eta khi đổi sang cách 6 thì các bạn sẽ đổi thành etam. Etat và eta đổi giống nhau đúng không ạ, thành etam. Và từ tốt với từ tô khi đổi sang cách 6 các bạn đổi thành tôm, nghĩa là giống đực và giống chung thì biến đổi giống nhau, các bạn thấy rất là dễ nhớ. Etat và eta các bạn đổi thành etam, tốt và tô các bạn đổi thành tôm. Ví dụ nói trong cái cuốn tạp chí này, vetam journal, trong cái bức thư đó về cái, hoặc là tôi kể cho bạn nghe về cái bức thư đó, tôm pismia, về cái bức thư đó. Хорошо. Danh từ giống cái các bạn có đi với từ eta và từ ta. Eta các bạn đổi thành, mình đánh dấu màu riêng để các bạn nhìn cho nó dễ. Eta các bạn đổi thành ete. Eta, ete và ta thì đổi thành tôi đúng không ạ? Mình sẽ để màu khác cho các bạn phân biệt nha. Ta các bạn đổi thành tôi. Nhìn chưa? Ta các bạn đổi thành tôi vội. Trong cái tờ báo này, vete gazetia. Các bạn nói là tôi kể cho bạn nghe về cái tờ báo đó. Tôi gazetia, ta đổi thành tôi đúng không ạ? Ở dạng số nhiều. Cái danh từ biến đổi sang cách 6 số nhiều thì lát mình sẽ cung cấp cho các bạn, hoặc là cung cấp cho các bạn trong các bài học sau. Tạm thời các bạn biết rằng đây là các danh từ để ở cách 6 số nhiều trong những cuốn tạp chí đó, trong những tờ báo đó, trong những bức thư đó. Thế thì các bạn thấy ở đây là gì đấy ạ? Etchi các bạn đổi thành etchi, 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 etchi. Chia đổi thành chia. Các bạn nói trong những cái cuốn tạp chí đó, vetchi journal, trong những tờ báo này, trong những tờ báo này, vetchi gazeta, vetchi journal, trong những tạp chí này, vetchi pismach, trong những cái bức thư này. Thế còn tôi kể cho bạn nghe về những cuốn tạp chí đó, расскажу вам о тех журналах, về những cái cuốn tạp chí đó. Хорошо. Đến đây thì các bạn vẫn thấy nó khá là trừu tượng đúng không ạ? Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái đoạn hội thoại để mà các bạn hiểu rõ hơn. Ở đây cái đoạn hội thoại nó cũng ngắn thôi, và mình cũng yêu cầu các bạn làm để theo cái đoạn hội thoại mẫu để các bạn hiểu ngữ pháp đã. Извините, вы не скажете, где театр? Недалеко, на этой площади. Спасибо. Xin lỗi, bạn không nói cho tôi biết, bạn có nói cho tôi biết là cái nhà hát ở đâu không? Недалеко, không xa. Далеко có nghĩa là xa, của далеко thì có nghĩa là xa, nhưng mà недалеко, cách đây không xa, không xa. Недалеко, các bạn chú ý là viết liền nhau thôi. Недалеко, на этой площади, ở cái quảng trường này. Như vậy là на, sau đó dùng với cả danh từ ở cách 6. Площадь, danh từ giống cái, và eta phải đổi thành этой. На этой площади, ở cái quảng trường này. Спасибо. Như vậy thì là trong cái đoạn hội thoại rất là ngắn thôi, nhưng các bạn học được cái cách hỏi đường đúng không? Hoặc hỏi một cái gì đó ở đâu. Các bạn nói gì đấy? Xin lỗi, các bạn nói cho tôi biết cái gì đó ở đâu. Извините, вы не скажете, где театр? Извините, вы не скажете, где театр? Недалеко,
над этой площади. На этой площади. Спасибо. Tiếp theo. Ở đây các bạn nói. Bạn có nói cho tôi biết cái bệnh viện nó ở đâu không? Mình copy cả cái đoạn này xuống đây các bạn làm cho nó nhanh nhá. Вот. Извините, вы не скажете, больница là bệnh viện. Где больница? Các bạn chỉ việc thay từ thôi. Больница. Извините, вы не скажете, где больница? Недалеко. Cách đây không xa. Nó ở trên cái đường phố kia kìa. Trên cái đường phố kia. Thế thì chúng ta sẽ có đường phố. Chúng ta có từ улица. Вот. Và улица thì các bạn sẽ dùng với giới từ на ở trên đường phố đúng không ạ? На. Và các bạn thấy từ улица thì nó đi với từ, các bạn thấy ở đây đấy, đi với từ gì đấy ạ? Та, bởi vì nó là danh từ giống cái mà. Та улица. Và sau giới từ на các bạn để cả cái cụm này sang cách 6. Та đổi thành tôi, là tôi. Và улица đổi thành улица, là tôi. Улица. Спасибо. Повторите за мной. На той улице. Извините, вы не скажете, где больница? Недалеко. На той улице. Спасибо. Хорошо. Tương tự như vậy, mình cũng lại copy xuống để các bạn thay từ và hiểu thôi. Các bạn sẽ hỏi là cái cửa hàng ở đâu và bảo cửa hàng nó ở trong cái tòa nhà kia kìa. Извините, вы не скажете, где магазин? Магазин. Bạn có нói cho tôi biết cái cửa hàng ở đâu không? Недалеко, không xa. Và trả lời gì đấy ạ? Trong cái tòa nhà kia kìa. Các bạn thấy từ tốt, дом, tòa nhà kia đúng không? Và cái từ дом thì nó đi với gì đây ạ? Giới từ gì ạ? В. Và đổi, chúng ta phải đổi từ tốt sang cách 6 thành tôm đúng không? Và дом đổi thành доме. В том доме. Và các bạn phát âm như chữ ф. Недалеко в том доме. В том доме. Хорошо. В том доме. Спасибо. Еще раз. Извините. Извините, вы не скажете, где магазин? Недалеко. В том доме. Спасибо. Аптека. Mình cũng tranh thủ mà làm cái đoạn hội thoại này thì sẽ cung cấp cho các bạn từ mới luôn, song song đó là từ mới luôn. Аптека là hiệu thuốc và tốt угол. Các bạn có từ угол cũng nghĩa là góc, ở cái góc kia kìa. Và cái từ угол này nếu mà các bạn nào mà học về tự nhiên thì nó còn có nghĩa là góc, trong ví dụ góc hình tam giác, góc hình tứ giác đúng không? Аптека tốt угол. Извините, вы не скажете, где аптека? Và đối với những cái mẫu câu này, các bạn cố gắng học thuộc ngay. Извините, вы не скажете, где, cái gì gì đó. Các bạn học nói một лần và dùng cho mãi mãi đúng không ạ? Извините, và nói nhanh được. Извините, вы не скажете, где аптека? Bạn có nói cho tôi biết cái gì đấy ạ? Bạn làm ơn nói cho tôi biết cái hiệu thuốc nó ở đâu. Недалеко. Và các bạn có từ ở trong cái, ở cái góc kia. Các bạn có từ tốt угол. Và từ угол, cái góc ấy, nó dùng với giới từ в. Và từ tốt các bạn đổi thành tôm. Và tôm, còn riêng cái từ угол nó biến đổi đặc biệt, các bạn đổi thành углу. Có trọng âm. Các bạn nhớ nhá, cái từ угол đổi thành sang cách 6 nó biến đổi đặc biệt và đổi thành углу. Đó. Углу. Tôm углу ở cái góc kia kìa. Том углу. Спасибо. Tiếp theo. Mình đi rất là chậm và hy vọng các bạn học phải thật sự là chắc, kiến thức phải thật sự là chắc để khi mà chúng ta vào các bài sau các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn. Các bạn hỏi cái thư viện ở đâu và nói nó ở cái phía kia kìa. Cái từ сторона có nghĩa là ở phía nào đó, phía сторона. Повторите за мной.
các bạn ạ, phát âm này starana, starana, trọng âm starana, biblioteca ta starana, cái phía kia starana, danh từ giống cái, vì thế các bạn dùng với từ ta. Извините, вы не скажете, где библиотека? Библиотека. Извините, вы не скажете, где библиотека? Недалеко. Không xa. Và các bạn nói. Các bạn dùng cái từ này xuống đây cho mình. Ta starana. Nó ở cái phía kia kìa, ở cái mặt kia kìa, ở phía kia. Cái từ starana, nó dùng với cái từ na. Ta đổi thành tôi, starana đổi thành starania. Недалеко на той стороне. Повторите. Сторона на стороне. Хорошо. Tương tự như vậy, ở đây mình cung cấp cho các bạn cái từ này plage, có nghĩa là bãi tắm. Và các bạn dùng với tốt biển. Biển có nghĩa là bờ. Cái bãi tắm nằm ở cái bờ kia kìa. Cái từ này mình làm nốt cho các bạn cái ví dụ này, vì nó hơi đặc biệt. Ở đây các bạn có từ gì đấy ạ? Извините, вы не скажете, где пляж? Пляж. Viết thì tận cùng là z, nhưng phát âm là sh. Где пляж? Bãi tắm. Недалеко. Ở cái bờ kia kìa. Các bạn dùng với từ tốt берег. Берег có nghĩa là bờ. Tốt các bạn đổi thành tôm. На том берегу. Các bạn chú ý cái từ này cũng biến đổi đặc biệt như từ u gần góc đấy, thì cái từ này cũng biến đổi đặc biệt. На том берегу, ở trên cái bờ kia kìa. На том берегу. Берегу. Хорошо. Недалеко на том берегу. Спасибо. Các bạn nhắc lại cùng mình một những cái từ mới trong cái đoạn vừa rồi một chút xíu nhỉ. Больница. Повторите. Больница. Улица. Улица. Аптека. Аптека. Угол. Các bạn đọc phát âm chữ ơ đấy. Угол. Угол. Хорошо. Сторона. 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 Хорошо. Пляж. 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 Хорошо. Берег. 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 Хорошо. Xin mời các bạn vào đoạn hội thoại tiếp theo. Ты был на этом матче? Нет, я не был. Но мой друг был и рассказывал мне о нем. Сейчас, как бы дать мне чуть свет. Bạn đã tham gia, bạn đã có mặt ở cái trận đấu đấy đúng không? Nghĩa thì an nhiệm vừa không, mình đã không ở đó. No more drug vừa, nhưng mà bạn của mình, bạn của tôi đó thì đã ở đó. И рассказывал мне о нем. Và đã kể cho mình nghe về nó. Các bạn thấy ở đây match nghĩa là cái trận đấu đấy, match. Và kể cho mình nghe về cái trận đấu đấy, đây là danh từ giống đực, vì thế khi kể cho mình nghe về cái trận đấu đó thì các bạn sẽ nói gì đấy, thay từ match thành từ gì đây ạ? On. Và các bạn nói là về nó thì các bạn đổi thành anhôm, đúng không ạ? Anhôm sang cách 6. Ở đây các bạn lại phải học cái đại từ nhân xưng, khi mà biến đổi sang cách 6 các bạn sẽ biến đổi như thế nào. Trong cái này hình như trong cái phần A1 mình đã nhắc rồi. Tuy nhiên ở đây mình cung cấp lại cho các bạn cái hình thái từ biến đổi của đại từ nhân xưng sang cách 6. Ya, các bạn đổi thành abamnye. Tui atibia. On ano anyom. Ana anye. Mui anas. Vui avas. Ani anich. Còn về bản thân mình đấy thì các bạn sẽ nói là gì đấy? A asibia. Asibia. Хорошо. Asibia nghĩa về mình, tôi kể cho bạn nghe về mình, nghĩa về bản thân tôi đó. Hoặc là họ kể cho chúng tôi nghe về mình, nghĩa là họ kể cho chúng tôi nghe về bản thân họ, đúng không ạ?
Asibia về mình. Хорошо, повторите еще раз. Я обо мне. Ты о себе. Он, оно, о нем. Она, о ней. Мы, о нас. Вы, о вас. Они, о них. О себе. Хорошо. Chúng ta quay lại với đoạn hội thoại này, chúng ta sẽ làm ví dụ như là cái từ город. Chúng ta chọn một hai từ thôi các bạn nhé, còn các bạn sẽ làm cụ thể sau. Bạn sẽ hỏi là bạn đã ở cái thành phố, bạn đã đến cái thành phố đó chưa, bạn đã ở cái thành phố đó chưa. Các bạn sẽ hỏi như nào đây ạ? Tươi bứa, hoặc tươi bừa lá nếu con gái. Tươi bừa lá v e tâm gorat. Các bạn thấy từ gorat, danh từ giống đực, đổi sang cách sáu gorat gì e tất đổi thành e tâm. Từ bừa lá v e tâm gorat gì ạ? Нет. Я не была. Но мой друг был и рассказывал мне về cái thành phố đó, đã kể bạn tôi đã ở đó và kể cho tôi nghe về nó. Về nó vẫn ở đây, cũng ôn, chúng ta thay từ ôn thành gì đấy ạ? An nhổm. Город, vì thế các bạn đã thấy an nhổm, và các bạn thấy ở đây sử dụng cái từ gì đấy? Этом. Ты была в этом городе? Нет, я не была. Но мой друг был и рассказывал мне о нем. Mình lấy một ví dụ nữa để làm cái đoạn hội thoại này. Tiếp theo, các bạn sẽ làm với một cái danh từ giống cái chẳng hạn, với từ выставка. Bạn đã tham dự cái cuộc triển lãm đó chứ? Bạn đã ở cái cuộc triển lãm đó. Tươi bừa lá na, các bạn có từ эта выставка. Bạn đã ở cái cuộc triển lãm đó đúng không? Thì cái từ ở đâu, na, bứt, vừa riêng, các bạn phải đổi cả cái cụm này sang cách 6 đúng không ạ? Vội cái cụm này này. Эта выставка. Выставка đổi thành выставка. Эта đổi thành это. Ты была на этой выставке? Trả lời gì đây? Нет, я не была. Но мой друг был и рассказывал мне về nó. Các bạn thấy không ạ? Выставка Anna. Và từ Anna khi đổi sang cách 6, kể cho tôi nghe về nó. Các bạn sẽ nói gì đấy ạ? Anne. Đã kể cho tôi nghe về nó. Anne. Хорошо. Нет, я не была, но мой друг был и рассказывал мне о ней. Хорошо. Выставка. Vì thế các bạn đổi thành anh ấy và на этой выставке. Tương tự như vậy, bài tập về nhà cho các bạn sẽ làm với các cái danh từ còn lại. Ở đây mình đọc các cái danh từ này một lượt để cho các bạn biết cách đọc và học từ mới. Ресторан, nhà ăn, nhà hàng đúng không ạ? Ресторан. Выставка. Музей. Экскурсия nghĩa là chuyến tham quan. Экскурсия. Театр, các bạn đã biết rồi. Семинар. Хорошо. Соревнования. Концерт, đúng không ạ? Концерт. Tiếp theo. Vì trên họng mình tương đối đau, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái đoạn hội thoại này và chúng ta nghỉ nhá. Что ты думаешь об этом проекте? Об этом проекте? Я ничего не знаю о нем. Как? О нем же так много говорили. Mình giải thích chậm cho các bạn nghe.
đủ mà abetum prayers, bạn nghĩ gì, nghĩ nghĩ về cái gì đó các bạn phải dùng một cách sau đúng không ạ? Nghĩ về cái prayer là cái dự án này, bạn nghĩ gì về cái dự án này? Stoti đủ mà abetum prayers. Về cái dự án này ư? Abetum prayers. Các bạn có từ project đó. Project об этом проекте я ничего не знаю о нем. Tôi chẳng biết gì về nó cả. Как? Các bạn thấy sự ngạc nhiên. Как? Làm sao có chuyện đó được? Как? О нем nghĩa là về cái cuộc triển lãm, về cái dự án đó. О нем thì người ta đã nói rất là nhiều nữa. Говорили không nói chủ ngữ mà chỉ nói chung chung là như vậy, có nghĩa chỉ ở ngôi Ani đúng không? Người ta đã nói làm sao, nói về cái dự án đó rất là nhiều. Ở đây chúng ta sử dụng re để nhấn mạnh người ta đã nói quá nhiều về cái vấn đề đó rồi. Anhom re tak monoga говорили. Cái ngôn ngữ này nó rất là mang ngôn ngữ nói. Quan trọng ở đây các bạn đổi được cái đại từ chỉ định sang cách 6 này. Đổi được đại từ nhân xưng sang cách 6. Tương tự như thế, ví dụ chúng ta làm với từ Stasia. Program mà đi. Cái chương trình. Chương trình các bạn sẽ có từ đấy. Bạn nghĩ gì về cái chương trình này? Về cái chương trình này ư? Tôi chẳng biết gì về nó cả. Làm gì có chuyện đó. Người ta đã nói về cái chương trình này quá nhiều rồi, đúng không ạ? Bạn nghĩ gì về cái chương trình này? Что ты думаешь об этой? Вот. Ta sẽ có từ эта программа. Chương trình này, bạn nghĩ gì về cái chương trình này? Sau giới từ об, đúng không ạ? Об. Думаешь об этой программе? Chúng ta phải đổi sang cách 6 программа đổi thành программе. Это đổi thành это. Что ты думаешь об этой программе? Về cái chương trình này ư? Các bạn thấy bên trên đã đổi rồi, giờ chúng ta không phải nghĩ nữa đúng không ạ? Об этой программе. Об этой программе. Tôi chẳng biết gì về nó cả. Я ничего не знаю. Về nó, anh ấy. Tại sao đây chúng ta dùng anh ấy? Bởi vì programa giống cái. Vì thế chúng ta dùng với anh ấy. Tôi chẳng biết gì về nó cả. Ngạc nhiên các bạn hỏi. Как? Sao có chuyện đó được? Как? Người ta đã gì đấy ạ? Vội. Говорили. Anh ấy. Người ta đã nói. Người ta đã nói về nó quá là nhiều. Rất так много. Và như cái đoạn bên trên chúng ta để cho những trật tự từ nó đúng như này, các bạn học cứ theo trật tự thôi, các bạn nhớ thì các bạn thấy là chúng ta sẽ để như sau. Anh nhỉ rất так много вот говорили. Nghĩa trật tự từ trong tiếng Nga rất là thoải mái đúng không các bạn, và ở đây thì người ta đã để một cái trật tự từ như này, nghĩa là nó rất là Nga và các bạn cố gắng ghi nhớ theo cái trật tự từ như vậy thôi. Các bạn ở đây các bạn sẽ nói gì đấy ạ? Nhắc lại đoạn hội thoại này của mình một lần nha. Что ты думаешь об этой программе? Что ты думаешь об этой программе? Об этой программе я ничего не знаю о ней. Как? О ней же так много говорили. Хорошо. Tương tự như thế là mình chỉ cung cấp nghĩa từ cho các bạn thôi. Và sau đó các bạn làm bài tập về nhà, các bạn có thể làm ra các đoạn hội thoại và gửi Việt Nga sửa cho các bạn. Stasia bài báo. Фильм bộ phim. Программа chương trình. Interview cuộc phỏng vấn. Interview các bạn đọc tè cứng cho mình nha. Interview cuộc phỏng vấn. Interview. Писатель nhà văn. Писатель фирма hãng công ty. Фирма конференция, повторите, конференция, cuộc đàm phán, đàm thoại, переговоры, nguyện số ít của nó sẽ là переговор,
вас у нее переговоры. Хорошо. Như vậy thì trong cái bài học ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách biến đổi của đại từ chỉ định etat, eta, etter và gì đấy, et gì, cũng như là tốt, ta, tô và chia sang cách 6. Cũng như là đại từ nhân xưng cũng đã học cách biến đổi sang cách 6. Mình hy vọng là các bạn đã hiểu rất là chắc cái phần ngữ pháp này và làm các cái đoạn hội thoại có thể các bạn có thể làm viết và gửi về Viện Nga để Viện Nga có thể sửa bài cho các bạn. Chúc các bạn học tiếng Nga thật là tốt và оставайтесь с нами. До скорой встречи, до свидания.